Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel VN Computer. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một thủ thuật nhỏ trong Excel. Ví dụ chúng ta có một cái file Excel như thế này. Trong file Excel này thì có rất là nhiều dòng trống các bạn. Mình sẽ xóa nhanh các cái dòng trống này. Thì cũng như các bạn đã biết rồi, mình có thể là chọn từng dòng để mình xóa. Nếu làm như thế thì rất là lâu. Có thể là file Excel này nó rất là nhiều, có thể là lên tới hàng ngàn dòng. Thì mình chọn xóa từng dòng thì nó rất là lâu. Vậy thì bằng cách nào chúng ta có thể là xóa nhanh tất cả những cái dòng trống như thế này trong Excel? Thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để xóa một lần tất cả các dòng trống. Để thực hiện xóa thì các bạn chọn hết bảng dữ liệu cần xóa những cái dòng trống. Rồi sau đó các bạn vào chọn Data, Filter, Auto Filter. Lúc này trên tiêu đề cắt cột có cái dấu mũi tên sổ xuống các bạn. Thì các bạn sổ xuống tại một cột nào cũng được. Ví dụ tôi sổ ngay cái dấu mũi tên chỗ hộ và tên này. Rồi các bạn kéo xuống phía cuối dưới danh sách. Các bạn chọn Blend trống. Đây thì lúc này tất cả những cái dòng trống này nó xuất hiện ở đây. Thì các bạn chỉ cần chọn các cái dòng trống này. Rồi các bạn chọn tiếp bạn chọn là Edit, chọn Delete Gao để xóa các dòng trống đi. Đây. Thì lúc này các cái dòng trống đã bị xóa rồi. Thì các bạn hãy quay trở lại dữ liệu gốc bằng cách là các bạn nháy vào dấu mũi tên sổ xuống chỗ cái cột hộ và tên lúc nãy. Rồi các bạn kéo trở lên trên, các bạn chọn On tất cả. Thì lúc này dữ liệu đây sẽ trả về và những cái dòng trống đã được xóa đi. Các bạn cũng có thể là bỏ đi những cái dấu lọc dữ liệu này bằng cách là vào trở lại Data, chọn Filter rồi Auto Filter. Thì đây là kết quả mà sau khi chúng ta xóa những cái dòng trống đi, chỉ còn những dòng có dữ liệu đầy đủ. Tôi vừa hướng dẫn các bạn cách xóa nhanh tất cả các dòng trống trên một cái tiệm Excel. Chúc các bạn thực hiện thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.